Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đặc biệt trên kênh Tin Nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị có những thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn điểm qua những tin nóng dưới đây. Quan chức giàu là điều đáng mừng, giàu thế nào mới đáng bàn? Kính thưa quý vị, quan chức giàu là điều đáng mừng bởi kiếm được nhiều tiền cũng thể hiện phần nào năng lực của họ, nhưng phải giàu chính đáng, hợp pháp. Nếu nhìn dưới góc độ khách quan, từ nhiều khía cạnh khác nhau thì cán bộ, đảng viên cũng là con người, là công dân và tất nhiên mọi công dân thì đều bình đẳng trước pháp luật. Trong đó bình đẳng về thu nhập và các hoạt động kinh tế đã được pháp luật quy định rõ, người dân được làm những việc pháp luật không cấm, cán bộ, đảng viên được làm những việc pháp luật cho phép. Dư luận lại được dịp xôn xao khi ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị bắt. Việc quan chức bị bắt hay nói theo tiếng lóng mà dư luận hay gọi là vào lò trong bối cảnh toàn đảng, nhà nước, chính phủ đang quyết tâm chống tham nhũng là chuyện thường ở huyện. Tuy nhiên, việc ông Hà bị bắt kèm theo việc niêm phong 4 xe ô tô hạng sang trị giá khoảng 20 tỷ đồng và ngôi biệt thự view biển được cho là có giá trị cả 100 tỷ khiến cho dư luận dậy sóng. Sau sự việc, những tiếng xì xầm từ trong nhà ra ngoài ngõ cho đến trên mạng xã hội lại râm ran. Quan chức nên mới giàu thế. Việc cựu chủ tịch thành phố Hạ Long giàu, sở hữu nhiều tài sản giá trị có liên quan đến sai phạm trong quá trình ông đương chức hay không, cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả không lạm bàn về việc đó. Tuy nhiên có một thực tế rằng một bộ phận người dân có căn bệnh, ghét giàu một cách tiêu cực, đặc biệt là ghét quan chức, cán bộ giàu. Dư luận cho rằng sự giàu có của một bộ phận cán bộ, đảng viên phần lớn là do liên quan đến tiêu cực, do tham nhũng mà có, chứ ít ai thừa nhận sự giàu có của đội ngũ cán bộ, quan chức là do tài năng của họ. Quan chức giàu chính đáng thì nên mừng. Trao đổi với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, đại biểu Quốc hội khóa 15 Phạm Văn Hòa ở Đồng Tháp cho rằng, công chức viên chức, những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhà nước có quyền làm giàu chính đáng, nguồn gốc tài sản hợp pháp từ việc mua bán, làm ăn hợp pháp thì đáng hoan nghênh bởi họ có quyền sở hữu tài sản dù lớn đến đâu nếu nó chính đáng. Cán bộ, đảng viên được làm những việc pháp luật cho phép, họ cũng được tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được phát triển kinh tế, tạo cơ hội làm giàu chính đáng theo các quy định pháp luật hiện hành, sở hữu tài sản có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch và hợp pháp. Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên là những người ưu tú được quần chúng nhân dân tín nhiệm, có kiến thức, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức. Những tiêu chuẩn này cho thấy, về lý thuyết thì đảng viên phải có những tư chất nổi trội hơn so với quần chúng nhân dân ở mặt nào đó để gánh vác, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Vì thế, cán bộ, đảng viên nếu có những năng lực hơn người cũng là điều dễ hiểu, hay việc họ làm kinh tế giỏi cũng không có gì lạ. Cán bộ, công chức, trước hết cũng là công dân, sự bình đẳng giữa các công dân cho phép và khuyến khích công chức làm giàu. Công chức giàu có là tốt, vấn đề cơ bản là bằng cách nào mà công chức giàu có. Nếu sự giàu có của công chức không dính líu đến tham ô, tham nhũng, đến việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, mà dựa trên chính sức lao động của mình để có thêm thu nhập, thậm chí là thu nhập cao trên cơ sở của luật pháp và các quy định của các tổ chức xã hội mà công chức đó đang sinh hoạt, thì đó là sự giàu có chính đáng nên khuyến khích nhân rộng. Tuy nhiên, theo đại biểu Hòa, nếu việc làm giàu của cán bộ mà không rõ việc làm ăn có chính đáng hay không, không rõ nguồn gốc tài sản đang sở hữu, người dân có quyền nghi ngờ. Ví dụ như vụ công ty Việt Á lại quả hàng loạt lãnh đạo CDC các tỉnh thành số tiền lớn, nhiều cán bộ giàu lên bất thường. Những sự bất thường đó cần làm rõ và mới là cái mà chúng ta đáng phải bàn. Phải truy xét đến cùng tài sản bất chính, quan chức giàu bất thường. Không ai cấm quan chức giàu hơn dân nếu làm giàu bằng sự năng động, sáng tạo để tạo ra của cải vật chất, góp phần làm giàu cho xã hội, cho đất nước thì đáng mừng. Nhưng thật đáng tiếc, thực tế những vụ án tham nhũng bị điều tra, xét xử thời gian qua lại cho thấy một bộ mặt trái ngược. Trở lại vụ án liên quan đến cựu chủ tịch thành phố Hạ Long, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục điều tra xem nguồn gốc khối tài sản của ông Phạm Hồng Hà từ đâu mà có. Nếu tài sản ông Hà có được không hợp pháp, nguồn gốc không chính đáng thì phải truy xét cho đến cùng. Bởi trước đây, ông Hà từng giữ chức vụ chủ tịch thành phố Hạ Long, quyền hành rất lớn. Theo tôi đánh giá về mặt chủ quan, không ít nhiều, ông Hà được lại quả của các nhà đầu tư không phải là ít. Đại biểu Hòa cho rằng cần điều tra làm rõ, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của luật phòng chống tham nhũng. Việc làm rõ này là cần thiết để trả lời với công luận. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những người có quyền lực, quyền uy trong thời điểm giữ chức vụ mà có hành vi tham ô cho bản thân mà sau khi hạ cánh xem như an toàn, nhưng thực tế không phải như vậy. Luật tố cáo và luật phòng chống tham nhũng quy định rất cụ thể, rõ ràng nếu vi phạm pháp luật trong thời gian đương chức thì kể cả khi nghỉ hưu vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tịch thu tài sản bất minh. Làm sao kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn?
với mục tiêu nhằm góp phần ngăn ngừa tham nhũng, cấu kết tham nhũng không chỉ trong khu vực công mà cả trong khu vực tư nhân. Chiếm quyền sử dụng hàng trăm tài khoản mạng xã hội, lừa gần 2 tỷ đồng. Quý vị thân mến, các đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người khác, sau đó lừa bị hại để chuyển tiền qua tài khoản do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng chuyên chiếm quyền sử dụng tài khoản người dùng Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Được biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam phát hiện trong thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều người trên địa bàn tỉnh dùng Facebook, Zalo bị chiếm quyền sử dụng tài khoản. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản này để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền, sau đó chiếm đoạt. Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Nam đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị tích cực điều tra. Qua điều tra đã xác định nhóm 6 đối tượng bao gồm Lê Vũ Phong, sinh năm 2004, Lê Minh Đức, sinh năm 2004, Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 2002, Đỗ Hoài Nam, sinh năm 2001, Lê Văn Phú, sinh năm 1995, Hoàng Thanh Được, sinh năm 1996, đều ở tỉnh Quảng Trị, đã thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Phong là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, sau đó lừa bị hại chuyển tiền qua tài khoản do Lê Minh Đức cung cấp để chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 1 năm 2023 đến nay, các đối tượng trong nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước, trong đó có bị hại tại tỉnh Quảng Nam với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản lên đến gần 2 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, các đối tượng sử dụng một website rất đơn giản để bình chọn các cuộc thi như tài năng nhí, các cuộc thi của học sinh giỏi để dẫn dụ người dùng tự cung cấp tài khoản mạng xã hội Facebook như tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại để chiếm quyền sử dụng mạng xã hội Facebook, qua đó biết được danh sách bạn bè, số điện thoại. Sau đó đối tượng sử dụng phương thức đơn giản khác để nhắn tin một đường link yêu cầu người dùng tự quét mã QR và đăng nhập vào Zalo qua giao diện web mà không biết ngay lúc đó đã cho phép đối tượng quyền sử dụng tài khoản Zalo của mình để nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ hỏi mượn tiền. Nhiều người không để ý khi nhận tin nhắn, tưởng bạn bè cần tiền nên đã chuyển. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.